Rồi, xin chào toàn thể tất cả anh em đến với kênh kẹo của Ngọc Trinh PCP. Anh em mua hàng liên hệ trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0829411281 giúp em. Thì lưu ý kẹo bên nhà em là không kiểm, không xem hàng. Anh em tin tưởng thì đặt hàng mà không tin tưởng có thể đi shop khác. Bên nhà em thì chuyên kẹo trì, kẹo đóng máy, kẹo trì nhập giá rẻ phục vụ anh em. Hàng đều đẹp, chất lượng, không viên, ổn định. 10 viên như một luôn anh em nhé. Thì đây là cái số điện thoại em. Số này thì có cả Zalo, phục vụ anh em 24/24 nhá anh em nhé. Phục vụ anh em 24/24. Thì đây trên đây là tất cả sản phẩm mà em hiện tại em đang bán, không thiếu một cái mẫu gì, từ hàng salon đến hàng nhập. Thì nhiều anh em đang thắc mắc và trải nghiệm chưa biết dùng chọn kẹo như thế nào cho hợp lý, thì em sẽ tư vấn cho anh em một số dòng kẹo mà anh em bán xa hay bán gần, hay tùy theo kinh tế, tùy theo kinh tế của anh em. Nếu mà anh em muốn bán xa thì em tuyên vụ tư vấn là luôn cho anh em là dùng loại salon 5.5 18. Dùng loại này thì bán với cự ly xa và bán thú thì cực kỳ êm anh em ạ. Thì loại này bán thú cực kỳ êm. Loại này hiện tại bây giờ trên nhà em thì có 25 và 27 gò đò, còn 23 gò đò nhà em chưa có hết rồi mà không làm, không nhập về nữa đấy. Còn tất cả này là cái này là chì mềm, chì dây mềm đấy, chì dây mềm anh em nhé đấy. Còn chất lượng thì khỏi phải gói rồi, đảm bảo chuẩn, chì mềm đảm bảo chuẩn luôn cho anh em chơi. Cái loại này thì anh em làm ủ kẹo nên ưu tiên là 6 đến 8 cương thì chơi nó sẽ hợp lý hơn và chất lượng hơn. 6 đến 8 cương anh em nhé, để chơi độ cự ly nó sẽ được đem xa hơn và chuẩn hơn. Đấy, loại này thì đều đẹp rồi, không bia, ổn định. Nói chung là loại này thì 10 viên như một luôn. Đấy, chỉ mềm, không phải nghĩ rồi, đúng không ạ? Chỉ mềm, không phải nghĩ luôn. Đấy. Còn tất cả kẹo quay như nào em sẽ gửi hàng cho anh em như vậy. Quay như nào sẽ gửi hàng cho anh em như thế, chứ không phải quay một kiểu gửi một kiểu anh em nhé. Đấy. Còn nếu mà anh em dùng hàng cự ly ngắn thì lên dùng hàng lấm 450m, ngồi lắp ăn lắp C2 là quá là ok rồi. 450m anh em nhé. Loại này thì dùng cực kỳ êm. Đấy, cực kỳ êm mà sâu luôn. Đấy, trải nghiệm loại này thì biết ngay xem chất lượng nó ra sao và độ ổn định nó như thế nào. Loại này xa hơn thì có bắn cái củi nó cao hơn, và xa hơn thì tùy theo cái cành của anh em. Nếu muốn bắn xa thì cái cành nó phải ngon, cành xịn thì chơi nó mới rất chi là ổn định. Đấy. Nói chung là đa dạng mẫu mã để phục vụ anh em. Đấy, có cả hàng hàng này là mẫu, này là mẫu đóng máy khuôn nhập. Loại này thì bao test luôn anh em, 90m ăn lắp C2. Và xa hơn thì tùy thuộc theo cây củi của anh em. Đấy, tùy thuộc theo cây củi anh em nhé. Đấy, còn cái chất lượng thì khỏi phải bàn. Chất lượng loại này thì khỏi phải bàn rồi. Đấy. Đều đẹp, không phiêu. Đấy, không phải nghĩ luôn, đúng không ạ? Đều đẹp. Thì quay sơ qua cho anh em là như vậy. Anh em cần tư vấn thì liên hệ trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0829411281 giúp em. Nhớ bên em là kẹo không kiểm, không xem hàng. Xin chào anh em và hẹn gặp lại.